giờ này đóng không? Đây cái quán này nó cho thanh toán visa luôn mà. Nước có gì ta? Ok. Ô, cho anh chai Pepsi đi em. Vậy cũng là một hai nổi của Pepsi đúng không ạ? Ừ. Ở đây là cái menu của cái quán gọi là Lòng Vòng các bạn. Quán Lòng Vòng này nằm ở địa chỉ là 413 Phan Huy Ích, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm ở phía đi vào đoạn Quang Trung ôm đi vào á. Mà đi vào nếu mà đi từ quận 12 bạn đi xuống và ôm tay phải. Còn nếu mà phía ở dưới chợ Hạnh Thông đi lên á thì bạn ôm tay trái vào khoảng 200m thôi. Đấy. À, đây là thực đơn của nó này. Thực đơn của nó là có là bún chả Hà Nội, bún chả đặc biệt 4557 mà. Vậy thôi. Tai heo sốt Thái 30.000, muốn thêm là rau, muốn thêm, nói chung là giá cũng bình dân các bạn. Muốn đồ món tôm thì 29, bún tàu thịt 39, đó là 69 nha. Ok các bạn. Quán này tổ chức rất là đẹp các bạn, trang trí khá là bắt mắt nè. Có hai lầu các bạn. Ở đây nhân viên xinh lắm, khá trẻ. Nhân viên ở đây khá xinh nha các bạn. Quán này là quán ở Hà Nội các bạn, quán của người Hà Nội nha. Đây có cái chương trình mini game để các bạn được giảm giá từ 20% đến 100% các bạn. Mini game là một trong ba phần quà của Lòng Vòng. Một cái nhất là một AirPods, hai thì trang, cái nhì ngân phiếu 2 triệu, thứ ba ngân phiếu 500, chỉ với ba bước lifetime badge. Thanh badge của họ là Lòng Vòng Push. Comment 3 số điện thoại của bạn và chia sẻ bài viết cuộc thi. Ok, một cách để là tiếp thị thôi. Quán mở lâu chưa? Dạ, 1 năm rồi. 1 năm rồi hả? Ôi, không ít thấy qua. Ở gần đây mà không biết. Là chuyên là bán mấy món này của người Hà Nội phải không? Đâu phải người miền Nam này. Anh này là anh chưa Nam đâu rồi, anh ở trong Nam. À. Nhưng mà góc quán. Mình buổi sáng giờ mình bán sao vậy? Mình mở cửa là 10:30. 10:30 bắt đầu bán hả? Bán tới mấy giờ? Đây là chả cá bún chả Hà Nội, chả Lòng Vòng á, chả cá Lòng Vòng các bạn. Ok, hấp dẫn không? Cái chả cá Lòng Vòng này giống như cái chả cá mà xưa ô mai ở Hà Nội đúng không bạn?
có cái này à, đúng chính xác luôn. Đây là cái chả cá này bạn, chả cá Lão Vọng nổi tiếng Hà Nội. Ở Hà Nội có một cái quán chả cá Lão Vọng cực kỳ nhỏ nhưng mà cực kỳ đắt đỏ. Đó là chả cá mà xưa mà thăm Việt Nam là thưởng thức ở đó bạn. Rồi. Đây, chính xác, đúng là của người Hà Nội rồi bạn. Cái này đủ đủ rồi bạn. Ăn kèm chó rau à. Và bún bạn. Cái chả này người ta nướng rồi nè. Chả này người ta nướng, có thịt nướng rồi bạn. Nướng này, chả. Ok. Em ơi em, cho anh thêm một phần bún đậu mắm tôm đi. Bún đậu mắm tôm á. Nhưng mà cái bún đậu mà lòng dồi này là có là đầy đủ không? Còn mà mình muốn có chả cuốn, chả cốm rồi là sao? À, tá lạ cho anh một phần tá lạ nữa. Mình muốn review luôn cái phần mà bún đậu mắm tôm nhưng mà giờ 9 giờ này hết rồi bạn. Rồi anh tạm này review cái này cho bạn. Xem nó ngon. Về vậy ta. Không biết cái này chấm ăn đúng kiểu người ta. Đúng không ta? Chả biết nữa. Không đúng rồi. Không đúng hay sao á? Ở đây ăn dày không các bạn, ăn chỉ dày thôi á, rau dày thôi dưới cái này. Không có, chưa biết cách ăn. Ăn một lần nữa Hà Nội, mình đã đi Hà Nội 2 lần các bạn. Này chả cá lại dặm ở Hà Nội á. Nhiều rau lắm, rau nhiều lắm, ở đây như cho rau ít. Ngon quá. Hết luôn à. Có thể nói là cái món này cực ngon ở Hà Nội, ở đây cũng được bạn, cũng ngon. Nhưng mà hình như mình ăn không đúng cách, mình chơi vô mà đờ rắc luôn, vô tô mà ăn luôn mà. Thì có thể nói là ở thành phố Hồ Chí Minh này thì rất nhiều món của người Bắc, hoặc là bún đậu món tôm nè, cũng là của người Bắc. Các cái này bằng mọi người của người Bắc lại. Thời loại miền Nam này mình sinh sống và đem theo cái phong cách ẩm thực qua đây luôn. Và mình thấy là thứ nhất là họ phục vụ cái người đồng hương họ bên này, và thứ hai là truyền bá một cái phong cách ẩm thực của người Bắc vào đây rất là tuyệt vời. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là một cái trung tâm về kinh tế xã hội về ẩm thực luôn mà. Uh-huh.
Đây cho mình cà thẻ nữa hả?